Chào các bạn, mình là Đồng Xuân Thắng. Năm nay mình 27 tuổi. Mình đến từ Thủy Nguyên, Hải Phòng. Trước đây thì mình có học khoa toán tin ứng dụng của trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội. Và sau đó thì mình sang Nhật học tiếng Nhật 2 năm. Mình trở về Việt Nam năm 2016 và làm việc tại công ty Hải Phòng cho đến nay. Về phần hồ sơ của mình thì mình cảm giác là hồ sơ của mình khá là khó. Vì thứ nhất là quá trình học tập của mình không được liền mạch. Thứ hai là cái quãng thời gian mà mình học tiếng Nhật 2 năm ở bên Nhật thì không liên quan tới mục đích mà mình học du học ở bên Úc. Mình cũng đã có tìm hiểu một vài công ty ở dưới Hải Phòng, tư vấn du học ở dưới Hải Phòng để hỗ trợ mình. Nhưng mà mình vẫn muốn tìm một công ty tốt và có uy tín hơn ở trên Hà Nội để có thể giúp mình hoàn thiện hồ sơ. Và sau khi được một người bạn tư vấn cho mình thì mình đã quyết tâm chọn 360 Connect. Hiện tại thì người bạn của mình cũng đã nhận được visa Úc sau một tuần apply và đã sang đến bên Úc. Trong quá trình làm hồ sơ thì 360 Connect đã hỗ trợ mình rất nhiều và tận tình. Vì bản thân mình cũng thi tiếng Anh rất là muộn và nộp bằng tiếng Anh rất là muộn, nên cần xin COE cũng khá là gấp. Và phía 360 Connect cũng hỗ trợ mình rất nhiều trong khâu chuẩn bị cho bài phỏng vấn. Lãnh sự quán đã gọi điện để phỏng vấn mình. Tuy nhiên với kế hoạch học tập rõ ràng cũng như lộ trình rõ ràng thì mình đã được sứ quán chấp nhận visa chỉ sau khoảng 1 tiếng phỏng vấn. Và đây là visa của mình. Sắp tới thì mình cũng theo học khóa thạc sĩ tại trường University of Wollongong. Và cũng hy vọng rằng mình sẽ được tiếp tục đồng hành cùng 360 Connect. Và chắc chắn là mình sẽ giới thiệu bạn bè cũng như là người thân của mình lựa chọn 360 Connect.